Video này được mang đến cho bạn bởi Trùng Cuối và Trùng Figure, shop bán áo chính thức của chúng tôi. Như các bạn đã thấy thì tôi có một cái áo Trùng Cuối hai phết, meme phết. Trong tháng 3 này Trùng Cuối đang có chương trình mua 2 tặng 1 suốt cả tháng 3. Các bạn có thể tham khảo cực kỳ nhiều mẫu áo rất lờ mao trong đường link ở phần mô tả và bình luận. Và đặc biệt là Trùng Cuối đã nhận in áo một cái cũng in ra trong vòng 2 ngày. Các bạn có thể nhắn tin vào shop của Trùng Cuối trên Facebook để đặt hàng. Nói đến phim lừa đảo thì chúng ta có Now You See Me với những động tác lừa đầy uyển chuyển ma mị, Catch Me If You Can với Leonardo và nhiều chiêu trò thao túng người khác, Focus với Will Smith và Margot Robbie vô cùng tuyệt vời trong diễn xuất và thần thái. Và tất cả những điều đó là những gì siêu lừa gặp siêu lầy. Tất nhiên là không có. Đây là một bộ phim lừa đảo đỉnh cao của Việt Nam vì nó lừa của tôi 180.000. Trước tiên hãy nói về câu chuyện. Đây là bộ phim của những kẻ lừa đảo vặt vãnh trong đám vũ trụ Sài Gòn. Mà Văn Khoa, xuất thân nghèo, biến cố các thứ, chủ nợ ập đến nhà đòi, không thì hóa vàng cả nhà. Cùng với đó chúng ta còn anh Tú, chú Năm, một chị hay đóng quảng cáo với anh Dự. Bốn người này cũng hành nghề trộm cắp nhưng là một team và chuyên nghiệp hơn. Một ngày đẹp trời thì phi vụ của họ đang chót lọt thì vô tình va vào sự phá đám của Mạc Văn Khoa cũng đang hành nghề. Và anh Khoa tất nhiên là không để tụi này yên, phá giỏi đến mức được kết nạp luôn vào đội. Và tiếp theo đó là một chuỗi những hành động nhí đồng nhí nhố của tổ đội lừa phỉnh mà đáng lẽ ra phải dùng để xây dựng kỹ năng của mỗi người trong mắt khán giả. Cuối phim thì có một cú vặn nhẹ để khá dễ đoán, đến nỗi là con Quýt cũng đoán được. Hả? Đấy là một bộ phim rất ngày Tết lãng phụ xung vầy cả nhà cơ ỉa phải không? Không, các tình tiết trong phim là mèo không rõ thể loại của phim, là kiểu phim Điệp Viên 007 hay là Điệp Viên không không thấy. Bộ phim cho chúng ta ở giữa hai phân khúc ở trên, quá nhiều những sự hài hước không cần thiết trong một bộ phim lại thiếu cá tính của nhân vật. Thiếu như nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần nhân vật. Đầu tiên là Mạc Văn Khoa. Anh Khoa dí dỏm, biểu cả mặt rất là ma quỷ nhưng mà có dấu hiệu hơi lạm dụng. Anh thậm xưng quá nhiều trong các phân đoạn, thử so sánh với Rowan Atkinson. Mặc dù là so sánh thì hơi khập khiễng. Mr. Bean dù không nói một tiếng nào nhưng vẫn khiến cho khán giả phải ha ha hi hi ho ho. Chú Bean cũng thậm xưng cực kỳ gớm nhưng mà nó vừa đủ, xuất hiện vừa đúng lúc đúng chỗ. Anh Mạc Văn Khoa có động thái spam hơi nhiều, kiểu cứ đến đoạn nào mà bên kịch với đạo diễn bí cách tiếp nối thì sẽ nốt ra là đến đây thì Khoa là mặt hề nhá. Về vẻ mặt thì đa dạng và đầu tư, nhưng mà cái cần là câu chuyện thì lại thiếu mạch lạc. Mà thôi thì lỗi cũng không hoàn toàn ở anh Khoa mà là ở đạo diễn Võ Thanh Hòa. Sau khi xem Ơn Rồi Cậu Đây Rồi thì tôi thấy là anh Khoa diễn hề rất hay mà diễn bi cũng rất xuất sắc. Nhưng mà trong phim này thì có một cảnh bi của Mạc Văn Khoa khi mà từ biệt cô bé gái để đi ăn cắp thì lại hài phết. Nhìn anh dặn từng giọt nước mắt rơi rơi, nói thật là tôi ở bếp Thái Hành có khi khóc còn ngon hơn. Người tiếp theo là nam tài tử đẹp trai, siêu mẫu ca sĩ không góc chết, anh Tú. Anh này đẹp ra thật, công nhận 90% lý do chị em đi xem phim. Nhưng mà giọng của anh Tú có gì đấy rất trả bài, nghe cứ bị nhớ đến cái hồi đi học, sáng dậy muộn không kịp ăn lại còn bị gọi lên trả bài, thiếu sức sống và hơi giả tạo. Thôi được, cứ tạm cho là giọng nói là thứ trời cho thì không thể sửa được. Nhưng mà chúng ta sẽ bàn đến biểu cảm. Biểu cảm của anh Tú được gói gọn trong hai từ là đẹp dai. Cười đẹp dai, buồn đẹp dai, tức giận đẹp dai, chửi bậy cũng đẹp dai. Hình như là tôi đang khắt khe với anh Tú quá để vì anh Tú đẹp dai hơn tôi nhỉ. Khùng, anh Tú là mèo nhớ đến Ngọc Trinh trong Chị Em 2, method acting ngược từ nhân vật ra ngoài đời. Ừ thì cũng đúng. Có một phân đoạn trong phim kiểu cả biệt đội lừa phỉnh ngồi ở bãi biển, mọi người tâm sự về nguồn gốc lý do họ ăn cắp, xong đến lượt trưởng nhóm anh Tú thì xem lúc đầu thì cứ tưởng là cài cắm để chi tiết sau storytelling các thứ. Khùng, mèo thấy đơn giản là để không tiết lộ, BB có duyên gặp lại ở phần 2, nghe em tức chưa? Hay những phân đoạn như kiểu anh Tú và Mạc Văn Khoa giao tiếp với nhau trước mặt đối tượng tiềm năng để lừa. Người cần lừa ngay trước mắt nhưng mà họ vẫn cố làm trò con bò, làm lố. Chắc là để phục vụ khâu hài, nhưng mà xét theo kiểu logic như vậy thì lừa được ai? Mà những người bị lừa toàn người giàu chứ. Chả lẽ là họ giàu chỉ vì được giới thiệu là giàu, kiểu giàu thì cũng phải thông minh hơn một xíu đúng không? Hiểu tôi chứ, kiểu mọi người nếu mà ngó qua một tác phẩm tương đồng như Focus của Will Smith thì chúng ta có thể thấy được là sự khéo léo của Will và Margot trong mỗi phi vụ. Nó đơn giản là những cú nháy mắt, những ánh mắt đầy ký hiệu. Còn để giao tiếp sâu hơn thì về cơ bản là phải ở một nơi hoàn toàn khác. Như thế thì ít ra nó mới có một chút đáng tin chứ. Nhỉ? Đúng rồi, tinh luôn mà, tinh luôn, hợp lý. Có người có thể phản biện là đây là phim mà không thể đòi hỏi yếu tố thực tế được. Nhưng mà nó là một phim kiểu về lừa ấy. Lừa thì nó cũng phải lừa kiểu hay hay một tí thì mới hay chứ. Không bị lừa thế thì ai chẳng lừa được. Ở những phim khác khi mà nhân vật chính có hơi mờ nhạt một chút thì may thay sẽ có dàn diễn viên phụ vớt vát lại. Vậy thì phim của chúng ta thì sao? Không, dàn diễn viên phụ của phim này thậm chí còn nhí nhố hơn cả hai nhân vật chính. Tôi năm nay 25 tuổi nhưng mà xem phim cứ tưởng mình đang 11 tuổi đặc đội quân nhí nhố ấy. Chú Năm và cái chị gì hay đóng quảng cáo với Minh Dự thì hai người này thực sự là có ít cá tính. Nhân vật của họ không rõ ràng, nói những câu nói thực sự đáng quên. Có vài câu bằng tiếng Indo nên là quên thật luôn, không trêu. Và đỉnh cao là sự xuất hiện của hai danh hài miền Bắc, Trung Ruồi và Đỗ Duy Nam. Xuất hiện đúng hai scene và lại nói liên thiên kèm theo mấy câu hát, chả phục vụ gì cho cốt truyện. Chắc là một chút hương của Táo Quân cho nó Bắc Nam hòa quyện.
hai nhân vật này thậm chí chúng ta còn chả kịp biết tên là gì. Tiếp theo thì tôi muốn nhận xét lời thoại. Bộ phim này làm tôi liên tưởng đến một video hài trên YouTube của những nhà sáng tạo nội dung hơn, tại vì nó toàn là joke. Mật độ joke của phim còn nhiều hơn cả số người đến rạp xem phim. Tôi đã hút hết chai Pepsi 500ml trong sự vô thức, tại vì phim này quá mặn. Các bạn tưởng tôi trêu đúng không? Không hề, tại vì những câu đùa trong phim này là những câu thoại ổn nhất. Không phải là vì nó rất xuất sắc, mà vì nghe những câu thoại khác chả có cái tí linh hồn nào. Cả một cái phân đoạn cả hội cãi nhau om sòm để cài cắm yếu tố giáo dục. Tham là mầm mống của thương đau, còn tham là còn đau, còn tham là còn mất. Đây là bài học ý nghĩa, nhưng qua câu thoại lại bị truyền tải một cách đầy hời hợt, thiếu tinh tế. Cứ nói ra giả như thể học sinh đang ngồi khoanh tay như này, em thưa cô. Cảm giác của tôi là đang bị giảng đạo lý kiểu sáo rỗng. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng mà khi đến những câu thoại sâu sắc thì tôi đã nhịn tiểu mấy lần để nghe chọn những lời ong bướm được truyền tải. Mong là cứu vớt được một chút sự thất vọng còn vương vấn nơi đáy hộp Pepsi, nhưng mà ngay lập tức là sự thất vọng bủa vây. Lời lẽ sáo rỗng đến thần kỳ, ngay cả đến nụ cười phản diện của trùng cuối cũng thua ra chị Siêm La trong trò chơi Hugo của trẻ em. Cái lời thoại mà khó đỡ nhất thì chắc là phân đoạn cả lò lừa đảo, dụ con mồi vào hệ sinh thái tham quan gì đó. Những lời lẽ ở đây không những không thông minh mà còn khá là vô duyên. Thật khó để hình dung một người trưởng thành bình thường ngoài đời thực có thể bị lừa với những câu nói như vậy, vì rượu phết. Nhưng phim này không phải là không có điểm tốt. Điểm tốt đầu tiên là phục trang, diễn viên, địa điểm. Ngoài anh Tú đẹp trai để khỏi phải bàn rồi thì dàn diễn viên phụ cực kỳ ưa nhìn, ưa đến nỗi là thỉnh thoảng quên luôn nhìn nhân vật chính. Diễn viên phụ ở đây là diễn viên quần chúng, diễn viên hóng hớt ấy. Về phục trang thì cứ khoảng 4-5 scene là anh Tú lại thay một bộ quần áo, đúng là người mẫu chuyên nghiệp. Có cảm giác như là cái phim trường này là sàn diễn thời trang của anh Tú vậy. Nhưng không sao, anh đẹp anh có quyền. Các diễn viên khác cũng ăn mặc rất là chỉn chu, đồng bộ, thể hiện là những người có tiền, có quyền lực. Có một phân đoạn trong phim hơi châm biếm thái công, nhại lại y chang những gì nhà thiết kế này từng nói. Nói chung là cũng khá vui, nhưng mà có lộ liễu quá không thì tôi cũng không dám lạm bàn. Âm nhạc trong phim thì có thể nói là phù hợp với hoàn cảnh, chỉ có điều là cái âm nhạc trong cái phân đoạn đấy thì không cứu được cảm xúc. Nói thế chắc các bạn tự hiểu. Phim có tông màu tươi sáng, phù hợp với một bộ phim hài Tết delay sang quốc tế phụ nữ. À, diễn viên quần chúng phim này rất đẹp, nhất là ở phân đoạn ở bể bơi các thứ. Nếu được xem lại thì tôi sẽ tập trung vào những phân đoạn đấy. Tổng kết lại thì Siêu Lừa gặp Siêu Lầy đúng là một bộ phim siêu lừa, nhưng mà lừa khán giả, nó cũng hơi nặng. Nội dung phim thì ngấp nghé trung bình phim Tết Việt. Dàn diễn viên có thực lực nhất là trong việc chơi game show. Trang phục bối cảnh diễn viên đẹp hết hồn, được xây dựng trong một câu chuyện chán hết vía. Chấm điểm là căn bậc 2 của Mobius trên format review phim mới của Phê Phim. Và nếu đi xem phim thì các bạn đừng về sớm, tại vì phim có after credit hẳn hoi. Sau khi xem phim thì tôi có thể tự tin nói với các bạn là tôi là một con sắc sống. It's cool time. Tại vì kiểu xem phim xong mất não ấy. Tôi là vui vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.